Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Xin giới thiệu với quý vị, đây là lịch âm tháng 2 của năm 2020. Đây là một tháng đủ, cũng như cái video lần trước thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn quý vị là cách xem ngày nhận như thế nào. Thì ở trên đây cũng thể hiện đầy đủ các cái lịch âm, lịch dương tương đương với các cái thứ ngày. Rồi ngày đó là ngày tốt hay là ngày xấu. Thì đây chúng ta cũng xem lần lượt. Đây là ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch nhé. Và bên đây là cái tháng dương lịch. Đấy, ngày mùng 1 này, đây là ngày bình thường, là ngày trung bình, ở mức độ trung bình. Ngày mùng 2 là cũng ngày trung bình. Ngày mùng 3 trong cái tháng này, đây là ngày tam lương, là một cái ngày xấu. Ngày mùng 4 là ngày tốt. Ngày mùng 5 là ngày xấu. Đấy, ngày mùng 6 là ngày tốt này. Ngày mùng 7 là ngày tam lương, đây là ngày xấu. Và ngày mùng 8 đây là ngày bình thường. Ngày mùng 9 là ngày tốt này. Ngày mùng 10 đây là ngày bình thường. Ngày 11 là ngày xấu. Ngày 12 là ngày bình thường, tức là kỵ, xây cất, mồ mả. Ngày 13 là ngày tam lương, là ngày xấu này. Ngày 14 là ngày bình thường. Ngày 15 cũng là ngày bình thường. Ngày này thì kỵ kết hôn. Ngày 16 là ngày tốt. Ngày 17 là ngày xấu. Ngày 18 là ngày tam lương, đây là ngày xấu. Còn ngày 19 đây là ngày bình thường. Ngày này là kỵ, xây cất, mồ mả. Ngày 20 là ngày bình thường. Ngày 21 là ngày bình thường. Ngày 21 tháng 2 âm lịch thì bên này là ngày 14 tháng 3 dương lịch, là vô thứ bảy. Nên cần bên này là thứ ngày. Cái cột tiếp theo đây là ngày dương, rồi đến cột này là cột ngày âm. Đó, mọi người chú ý cho kỹ. Rồi ngày 22 là ngày tam lương, đây là ngày xấu. Ngày 23 là ngày xấu này. Ngày 24 âm lịch là ngày tốt. Ngày 25 âm lịch cũng là ngày tốt. Đấy, ngày 26 là ngày tốt. Ngày 27 là ngày tam lương, đây là ngày xấu. Ngày 28 là ngày bình thường. Ngày 29 là ngày xấu. Ngày 30 là ngày bình thường. Đấy, tháng này là tháng đủ có 30 ngày. Chúng ta đấy, tôi đã quay rất chậm để cho mọi người có thể xem được. Bên này là cái lịch can chi tương đương với cái ngày đó. Bên này là các cái sao. Đấy, ngày tốt xấu là ở bên này. Các cái chữ màu đỏ đây là tôi đã đánh dấu rồi. Những cái nào có chữ màu đỏ là những ngày đấy là ngày tốt. Những cái chữ màu xanh này là ngày bình thường. Còn cái chữ màu xám xám đây là ngày xấu này. Đấy. Như vậy là tôi đã giới thiệu với mọi người là 30 ngày. Từng cái ngày một là ngày tốt, ngày xấu, để cho chúng ta tiện theo dõi, và cùng để chúng ta tìm được cho mình cái ngày hợp lý, ngày tốt để làm việc trong cái tháng này. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được cái sự lựa chọn chính xác hơn trong cái việc mà chọn ngày, chọn giờ. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.